anh chưa có phải tặng tôi không phải You can kill him again, Dom. No. Like we're gonna eat his pancreas. So, you are my liberator. Did you get my warning? Tôi đã cảnh báo người rồi. Người đã có cơ hội để thoát ra khỏi đây. Bị chơi một tựa game vô cùng mới. Abi biết đó chính là cái gì không? Đó chính là Gata nó ba bao. Không phải Gata nó ba bao những phần trước đâu, mà là phần mới nhất đó Abi ơi. Ủa mà phần này có gì mới vậy tôi gà? Tôi gà cũng không biết nữa. Nên là chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chơi để xem thử Gata nó ba lần này nó sẽ có gì mới đây. Có ai được rồi, bây giờ Abi chuẩn bị coi nè. Ôi Abi thấy chưa, Abi thấy chưa nè. Ôi ghê quá vậy. Cho những người gì ta, những người bố mẹ đang tìm những người con cái mất tích của họ. Bây giờ bấm vô cái đồng hồ. Ok là sao? Mình bấm vô đây á. Vệ tôi quên bảo vệ hoàng hậu. Cái này trốn rồi, cái này là bảo vệ một cái gì đó nữa các bạn. Ủa sao? Ủa là sao? Cái gì vậy? Cái con gì gớm mà nhìn như con cốc sơn vậy? Những gì xảy ra ở trên tầng có thể làm tôi sợ. Cái gì? Bức tranh có rất nhiều con quái vật đang giận dữ cuối cùng đã thoát khỏi. Big trouble party. Ok, cái này là cảnh sát trưởng nè. Ok, đây chính là ông Captain Fiddle đúng không ta? Ông nói là chúng ta đang gọi là gặp vô một cái vấn đề rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi. Và nếu không muốn bị nuốt vô bụng thì đó mình phải làm gì đó? À, đây chính là mới vô bắt đầu đè ship để mà chạy. Nhìn thấy gớm nha. Chuột trái để mà chơi sử dụng cái máy này, còn chuột phải để mà định vị cái máy. Ủa cái máy này để điều khiển cái kìa đó. Ủa? À, ví dụ mình bấm nó vô đâu thì cái máy nó sẽ chạy theo tới đó các bạn. Đó mình bấm qua đây này. Thì cái này là cái gì? Cái này như là cái flycam vậy các bạn. Được rồi, giờ chúng ta làm gì nữa ông ơi? Chờ thử mấy cái cửa xem. Để coi bên này là cái máy bán hàng tự động này. Trời ơi các bạn thông cảm nha, đây là lần đầu tôi chơi cái trò này nên tôi chưa có kinh nghiệm lắm, nên là các bạn muốn tôi chơi tiếp những phần khác thì đừng quên comment nhé. Để bây giờ mình bấm qua đây coi. Đó, sau đó mình sẽ bay ngược lại để cho như kiểu nó bấm vô cái nút này nè, chị nó bay xem thử phải không? Bấm vô. Ui, đưa cái này nó bay ơi. Wow. Trời ơi, được. Ơi, như cái này nó trắng lên rồi nè. Vậy là mình đi vô được cho ta, đi vô. Ủa cái gì đây? Đi vô hả? Đi vô thử coi, đi vô thử coi. Ủa, không chơi được, cái này nó vừa sáng lên rồi mà. À, nhưng mình phải điều khiển cho nó song song á các bạn ơi, để mình bay qua bên này coi. Ấy, dính vô bên này rồi, kệ, bấm vào đây lại nè. Đó. Mở cửa. Ủa, sao kỳ vậy? Ủa, sao ông cảnh sát trưởng ra ông mở cửa được vậy? Trên bàn thử sao? Trên bàn ấy, nãy giờ chim chậu và ở đây như có cái gì đây coi. Làm sao đây cậu? Ôi, được rồi nè, chúng ta phải bấm vô cái phím E, chúng ta sẽ cầm được cái thẻ này lên các bạn ơi. Rồi, bây okay. giờ mở cửa này. Được rồi nè, xanh rồi. Ai cười à? Ông cười á. Nabi có nghe thấy ai cười không? Không biết nữa, thôi đi tôi gà, đi. Ok, đó chính là tấm vé để chúng ta thoát khỏi đây á. Ok, đi ơi cảnh sát trưởng, tôi đi ra cảnh sát trưởng ơi. Ok, vậy bây giờ mình sẽ đi theo ông cảnh sát trưởng, nhìn có vẻ hơi nhầy nhủ. Trời sao game nó tối quá vậy rồi. Ui, đây là đường này nào mà sao nhìn nó tối quá Nabi ơi. Nó như một cái khu công viên vậy. Ok, ok, được rồi, đi. Nhiều khi coi chừng lạc đường đó nha. Cứ thấy ghê ghê thôi các bạn vậy. What? Come on. We can't stay in the dark. Chúng ta không thể ở trong tối được. Đi theo cái đường anh đẹp. Lẹ lên, chạy. Đi thẳng đi, đừng nhìn lại. Đợi tôi ông ơi, đợi tôi. Ok, chúng ta đã an toàn rồi các bạn ơi, cuối cùng. May quá không có ai được tụi mình á. Ok, nhiệm vụ bây giờ chúng ta phải gọi là tới lấy được cái quyền trượng của bà hoàng hậu các bạn ạ. Cũng như đây có một cái chỗ giống như là bắt cua vậy các bạn ơi. Ui, được rồi, để nhảy lên cái coi. Đúng rồi, đi lên. Nhảy qua bên. Giống như bắt cua bay đất vậy các bạn ơi. Nhảy thẳng qua luôn, nhảy thẳng qua bển luôn. Nhảy qua bên này luôn á. Đó, đúng rồi. Rồi nhảy qua tiếp này các bạn. Được rồi, ủa bây giờ nhảy thẳng qua đây rồi. Nhảy lên trên. Hình như trong này nó nhảy xa hơn bình thường các bạn, nó không giống trong Minecraft. Tôi tưởng là Minecraft nhảy gần cái tôi không quen rồi. Nhảy qua đây. Ok, cảm ơn ông cảnh sát trưởng nha. Được rồi, nhảy qua đây nè. Đó, nhảy lên trên luôn. Ok, trên đây rồi. Nhảy lên đây cái này. Ui, hình như mình lên được cái căn phòng lên trên này các bạn. Hãy nhảy qua nè. Sao trên này tối vậy? Sao trên này tối không cảnh sát trưởng ơi? Mình cứ đi vô. Sao thôi tôi gà tự lực cánh sinh đi tôi gà. Ok, nó cũng sáng được chút xíu. Ui, bên này là cái gì? Có cái gì kìa? Em nhìn xung quanh coi, trời đất ơi. Cái gì đây, cái con gì á? Mình vừa lấy được một cái bánh răng gì đó coi. Chết rồi, cái con gì nhìn ghê vậy? Con này mình chưa bao giờ thấy trong hai ga ta đâu. Ủa bị gì vậy? Sao nãy mình thua rồi hả? Nhiều game nhanh quá vậy. Chua, hình như phải đi tìm mấy cái món đồ gì ấy. Ủa vậy là đi vô lại rồi. Vậy là chúng ta không được lấy nó hả? Ủa mất tiêu rồi. Hình như phải đi tìm mấy cái đó giống vậy á, đi thẳng vô trong đi. Chắc nó kêu mình sử dụng cái này để mình có thể gọi là dọi đèn sáng cho mình đó các bạn ơi. Lấy xong rồi đi ra hỏi ông kia thử coi làm gì nữa. Ủa vậy hả? Ủa vậy mình lấy được chưa ta? Nó có đèn rồi, nó có đèn rồi nó ơi. Hợp lý hả?
vậy là nãy mình đi lấy cho đèn cho nó. À, mình lấy đèn cho nó các bạn. Vậy là bây giờ nó có thể dọi đèn sáng cho mình đó. Mình sẽ điều khiển nó đi và mình có thể thấy được ánh sáng. Rồi xong rồi đi ra ngoài kia coi, hỏi ông kia coi mình làm cái gì nữa. Chết rồi Nabi ơi, cái ông cảnh sát trưởng nó mất tiêu rồi Nabi ơi. Trước mặt kìa, có ai kìa. Đó chỉ là cái con màu trắng trắng đó. Nhưng mà hai người đang đứng đây làm gì vậy? Hello, hello. This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time, but she managed to escape. Oh, vậy là Malina vừa thoát khỏi một vụ bắt cóc các bạn ơi. Ok, hiểu rồi. Incredibly clever and good at what he does. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là đi theo cái đường sáng mà sẽ sử dụng đĩa bay của mình để mà giúp đỡ mình các bạn ơi. Ok, chiều nó sáng sáng rồi. À, được rồi. Bây giờ ơi chúng ta nên đi đâu đây Nabi ơi? Để kiếm một cái chỗ nào sáng. À, tôi thấy có một cái ánh sáng phát ra từ đằng kia kìa các bạn ơi. Được rồi, tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi tới đó là hợp lý á. Ui, như đằng kia có mấy cái gì á các bạn. Cái rồi nó bị kẹt vô cái cây rồi. Lại đây. Phải đi chung với lại cái đèn. Cái đèn nó bảo vệ anh cậu ấy giờ. Vậy là mình đi vô chỗ tối quá là nó bị hù quá lại hết cả rồi. Hiểu rồi. Sắp tới. À, đây rồi. Ui, đây là cái gì nè? Mở cửa ra. Mở được không? Ủa, mở bên kia trước hả? Trên kia trước kìa, trước mặt. Ui, trong này nó có như cái bệnh viện các bạn. Rồi để mình đi qua bên kia thử coi. Rồi, đi nghe lời Nabi coi. Ok, đi qua nè, fly cam ơi. Ui, sao mày thấp vậy? Lên cao chứ coi. Trời ơi, hết hồn quá. Ôi sao nó ở dưới cái bóng tối? Từ từ, cái gì mà rối vậy? Trời ơi, tôi sợ bóng tối các bạn. Tôi sợ nó hù tôi một cái. Ủa, cái này là sao đây? Thôi lên trả luôn đi. Rồi, lên đây. Đây, đây. Ui, đưa rồi. Ui, mình bật con điện rồi. Để chúng ta sẽ đi vô cánh cổng này. Vô cái nào cũng được hết ta. Vô cái này. Đưa qua đây. Ok, hợp lý. Nào flycam ơi, vô đây. À, bây giờ mình phải nhớ là chúng ta luôn đồng hành chung với cái flycam này nha các bạn. Bắt đầu ở đây. À, vậy là mình đang đi ở đây nè các bạn. Rồi, đây là mấy cái ghế. À, ok, đó là mấy cái màu của mấy cái ghế hay cái gì đó các bạn. Tôi đi vô này. À, chỗ này là cái chỗ chỉnh flycam này. Ok. À, bên kia có mấy cửa màu xanh gì kìa tôi ạ. Ở đây có một cái cửa màu xanh này, nhưng mà từ trên này nó có một cái dòng chữ để mình lên mình đọc đó coi. Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện được đặt vào đúng chỗ các bạn. À, ok, hy vọng là vậy. Hy vọng chúng ta đang đi đúng hướng mà, tại vì nếu mà đi sai hướng là mệt luôn. Ê, quay lại coi mới thấy cái gì kìa. Ủa, cái gì đâu? Ở trên cái hành lang. Lùi lại. Ui, hình như có cái thẻ. Ui, nó có một cái thẻ rồi. Ok, cảm ơn. Ủa, đây là một cái thẻ màu xanh các bạn, không biết nó có liên quan gì tới cánh cửa ở dưới kia không nữa. Để coi, đi tới đây tôi xíu nữa có gì không. Chúng ta sẽ thử mở cửa này ra nè. À, mở ra cái coi. Được rồi nè, nó bây giờ vậy là đúng thẻ rồi. Nó biết chạy hay dữ ta. Ok. Đây chính là con Mr. Giggle mà. Ở thầy con. Bọn họ đi hết chưa? Hình như đi hết rồi ông ơi. Như ông này là người tốt hay người xấu hay? Don't worry, I'm not going to hurt you. Ông này là người tốt, ông sẽ không làm hại mình đâu. I've done enough damage as it is. Ok, vậy thì cảm ơn nha. Và bây giờ hoàng hậu của mẹ chết tại vì ông này. If you don't forgive me. Hả? Ghê vậy? Tôi sẽ không chắc cậu khi mà cậu không tha thứ cho tôi. Ông này là người bị điên các bạn ơi. Đúng rồi, tôi nhớ Mr. Giggle là một cái ông gọi là con nó bị điên các bạn. Như ông này ông bảo là cái vương trưởng đang ở trong này các bạn. Nhưng mà nó đang bị khóa rồi. Ok, vậy tôi vô nha. Đừng có điên lên để xử tôi nha. Hình như trên này có cái gì đây coi. Có một cái gì màu đen đen để lấy. Ở đây được. Ủa, đó là một cái tai nghe hả? Ủa, rồi sao mình đeo vô mình nghe nhạc hay gì trời? Ủa, tai nghe nó làm được gì Nabi? Hình như bên hồi nãy bên này nó có mấy cái máy này, hay là chúng ta lụm mấy cái này ta? Đúng rồi. Chúng ta bật mấy cái máy này lên để coi. Ok, bật lên luôn. Ủa, hình như chúng ta làm hình sai rồi. Hình như là mình phải nhìn theo cái hình trên tường. Em để ý là bên này là có một cái bóng đèn màu xanh, bên này là bóng đèn màu xanh dương, còn bên kia là bóng đèn màu đỏ hả? Hình như chúng ta phải nhìn theo những cái này chúng ta làm cái gì đó các bạn ơi. Nó hả liên quan tới cái bàn với cái ghế đây các bạn. Nó bắt mình là bắt đầu từ trên xuống, vậy có nghĩa là có bốn cái màu này nó tượng trưng cho bốn cái ghế đây các bạn thấy không? Đó, cái màu ghế này bây giờ nếu mà chúng ta bắt đầu từ trên xuống đúng không? Bây giờ chúng ta phải tìm cái bàn nào mà nó có hai màu xanh nhạt với hai màu xanh đậm ra bây giờ. Bấm cái nào được tiên rồi. Cái tiếp theo đó chính là đậm xanh dương đậm nhạt. Ok, đậm xanh dương đậm nhạt. Cái tiếp theo đó chính là đậm đậm nhạt xanh dương thì là cái bên này. Đó. Cái cuối cùng là cái gì đây? Xanh dương nhạt. Ok, là cái nào đây? Xanh dương. À, là cái này. Chắc chắn là đúng rồi các bạn ơi. Bấm nè. Đúng rồi. Ơi, ở trên kia nó chiếu sáng kìa. Cái đèn trên kia sáng kìa. Cái quạt đó. Là một cái đèn màu xanh lá nó sáng rồi các bạn ơi. Hiểu rồi. Ủa, vậy bây giờ chúng ta phải làm cái nào nó không? Là tụi mình phải làm hết mấy cái đèn kia luôn. Vậy chúng ta phải làm đèn màu xanh biển rồi đèn màu đỏ này luôn á hả trời. Ok, đúng hiểu rồi. Cần bấm cái này nữa là xong nè. Ok, màu đỏ chiếu lên luôn rồi. What are these colorful lights for? Những cái ánh đèn này làm được cái gì đây? Tôi cũng không biết nữa bạn ơi. Đi lên lầu thử coi. Ok, hình như mình đã bật được những cái này. Ui, hay là mình phải điều khiển những cái máy này nó chiếu vào một đúng cái vị trí nào đó ta. Từ. Ui, đúng rồi này Nabi ơi. Chúng ta có thể điều khiển nó qua phải qua trái nè. Bàn bàn
Garden á. À ok rồi, bây giờ mình sẽ qua xoay cái màu đỏ trước thử coi. Rồi. À. Ui, nó khớp rồi đó cả, nó bắt đầu khớp rồi nè, bây giờ nó khớp vô đó. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ok chưa? Cái chỗ màu xanh dương nữa, cái cuối cùng. À, được chưa, rồi, tới coi. Chưa? Ok, tới nè. Rồi tới nè, bây giờ tới. Vô nè. Ngồi. Ủa kì vậy? Ngồi lên. Get in here. Là sao? Mình đang ngồi nè, nó bảo mình ngồi lên thì tôi ngồi nè. Ơi, đừng giỡn mà. Đang có thứ gì đó đang đến. Đừng giỡn nha. Ủa, nó bảo mình ngồi mà trên bảng nó kêu mình ngồi mà các bạn. Ơi. Trời, tôi ngồi cái nó hù tôi luôn mẹ ơi. Cái thằng kia nó chạy trước các bạn ơi, tức thiệt chứ. Trời ơi. Ôi, đợi tao nha, đừng có mà chạy trước cái con xấu xa kìa. Chạy. Rồi, tôi vô, đừng có chạy nữa. Trời ơi, bay quá các bạn, mình chạy kìa, cái thằng này sao để mày không đợi các bạn. You wait till whatever video is playing outside ends. Don't say a word. Nó nói gì hết á, chúng ta phải giữ im lặng nè bây ơi. Ok, vậy là có ai ra ngoài coi hả? Anybody in there? Có người hỏi kìa. Có ai ở đó It's không? Your friend, Ban Ban. Đây chính là bạn của bạn đây, Ban Ban. Tôi cần giúp đỡ. He's out already. Hắn đang ở ngoài đó. Don't even think about opening this door. Ok, tôi không mở đâu, yên tâm. Có ai ở ngoài các bạn ơi? Mở cửa ra. Ai vậy trời? Mở cửa ra, không mở đâu, đừng có dụ tôi. The lights are turning back on. Đèn bật lại rồi. The video is in. Nghĩ là video kết thúc rồi. It's worse than I thought. Nó tệ hơn tôi nghĩ. It's all because of me. Tất cả là bởi vì tôi. You should go back to wherever you came from. Trở lại nơi bạn bắt đầu. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me on sight. Câu đùa giỡn. À quên, cái ông đầu tiên là cái ông sheriff các bạn, là cảnh sát trưởng chứ không phải ông captain. Tôi lộn, tôi bạn không phải là captain Fiddle, bị lộn rồi. À ok, hiểu rồi. Bây giờ ông này ông đi theo mình nè các bạn. Trời ơi, nhìn ông này mắc cười chứ. Gọi để tôi dắt ông về nè. Ông gặp gọi là cảnh sát trưởng của tôi là sheriff đó mọi người. Ôi sheriff kìa, ở cảnh sát trưởng đang đứng trên kia với cô ta kìa. Ok, thì mình sẽ đi tới đó. Ok, chúng ta sẽ đi tới đó lẹ lên coi. Ui, không biết có ai đi theo tôi. Nổi hết hồn. Trời đất ơi, làm hết cả hồn mà cái ông này. Trời đất ơi, tức thiệt chứ. You have a lot of guts showing up here, Bitter Giggle. Hai người I should take you out where you stand. À, ok, hình như hai ông này đang chửi nhau. Not allow you in here. Đừng có chửi ảnh đó ông ơi, tội nghiệp. Look who it is. My partner in fighting crime turns out to be working with our most wanted criminal behind my back. I had a bad feeling about you the moment I saw you. I wanted to use you as bait for the other crew. Là ông này ông đang gọi là chửi cái ông này là gì, ông này đã làm cái gì sai đó các bạn, tôi cũng không biết nữa. Cái nhau mày. Trời đất ơi, chuyện căng lắm mấy ông ơi, đừng có cười chửi nhau, ông cảnh sát trưởng ơi. Hai người nên đi. Your fate in here won't be much better than your fate out there with the naughty ones. Ok. I don't need your partners. I'll find Little Beak. And together, we'll rid the world of monsters like you. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? No! I'll save you! Ôi, chết rồi! Balina bị gì vậy? Get out of here! Chết rồi! Hình như Balina vừa bị cái con gì đó! Chạy! Chết rồi! Ông cảnh sát chửi ông không để ông ham chửi ông này một cái con gì nó tới nó bắt bà Balina đi luôn rồi! We're safe for now! Đây là cái con mực... So, there's that. Slytherin gì nè đúng không? Tinker hả? Tinker Flynn đúng không? The duo of destruction. À, không nhớ nữa. Didn't you cause all this to happen? Everyone that you care to see you redeem yourself is probably already gone. Các bạn, sao tôi cảm giác ai cũng đang trách ông này, tội nghiệp ông này quá. Tôi thông cảm cho bạn. How do you even talk? Jellyfish have no brain. Jellyfish không có não bây giờ. Sao mày chịu là jellyfish lại đó? Là con sữa đó, con đây đó. Ủa không phải con này là cái con Tinker Flynn gì hả? Thì nghịch nó là con sữa, cái kia là tên nó thôi. À ok, hai người đừng cãi nhau nữa, chúng ta phải làm gì nữa đây? Hai người sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta phải đi tới một cái địa điểm mới rồi. Hai ông này cãi nhau hoài, bây giờ chúng ta phải quay trở lại màn đêm rồi các bạn ơi. Mình không còn ai đi chung nữa rồi hay sao? Ui, hình như bên kia có gì nè bây giờ. Phải không ta? Có cái con mắt gì nó đang nhìn mình á, thôi không biết nữa. Rồi bây giờ mình phải làm gì nữa đây? Nabi ơi, hình như bên kia không phải là hai cái con mắt, cái chỗ hồi nãy em nói là như cái hai mắt đang nhìn mình, hình như nó là một cánh cửa á các bạn ơi. Ôi vậy hả? Đúng rồi. Đi qua bển thử coi. Sắp tới rồi nè, sắp tới rồi. Để cái gì đây? Tôi hết sợ rồi các bạn, Nabi không hù được tôi nữa đâu. Chỗ đó hình như cái chỗ bật nguồn này. Hình như nó là một cái cầu thang đi lên hay cái gì á. Ê lên đây đi bạn ơi, bạn lên đây chút xíu rồi tôi coi thử này là cái gì coi. Đúng rồi. Ủa hình như là... À ở đây có một cái thẻ. Ủa không phải cái thẻ, nó là một cái đĩa radio hả? Cái đĩa cassette hả? Bật cái nguồn nó lên được không? Không có bật được. Ok,
từng thiếu một cái thẻ gì á. Như em thấy đằng kia có cái gì đâu kìa, nào bây giờ. Ồ, bên kia nó có một cái gì chạy tới thử. Như một cái cửa. Ồ, như là một cái cửa khác các bạn à. À, ok, bên này lại có một cái cửa khác. Trời, đúng là mình đi. Ui, gì vậy? Gì vậy? Nó bật đèn, nó bật đèn, nó bật đèn. Hình như là đúng rồi đó, hình như chúng ta đi đúng rồi mọi người. Ủa, không có được luôn. Ở trên này có một cái gì nè. Lên trên đó thử coi. Ở đây có đèn à, không cần điều khiển cái đấy. À, cái thẻ. Đó, cái thẻ màu vàng với lại một cái gì đây, cái này nó bị chặn rồi hả? Bị chặn với mấy cái gai này, các bạn mình không có đi vô được. À, thẻ vàng chứ. Ui, bên này nó bị ơi. Wow, chúng ta đi vô một chỗ mới rồi. Ủa, đây ai đây? À, như cái bệnh viện vậy. Come on man, we have to get back together. Chúng ta phải trở lại cùng với nhau. Không bao giờ. Những câu đùa của bạn là rác. Ui, hai người đang cãi nhau. You have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. Ủa? Ủa? We must get back together to prevent that. Ông tách ra rồi hả? Nhưng mà sao màu? Ông mất màu luôn rồi. You make a good point. Như hai người đang chửi nhau, hai người không muốn ở chung xác nữa các bạn. Như hai người này là chung một người nhưng mà bây giờ họ tách ra rồi. Không bao giờ. Ôi! Cái gì vậy? Chứ kêu ông bị đa nhân cách đi. Không, hình như ổng là hai cái cơ thể trên một người á. Cái ông kia, ông kêu là cái ông màu xanh lá cây là cái gì, nói mấy cái câu đùa dở ẹt xong cái không muốn ở chung nữa. Ông suốt một cái bay lỏng xuống. Ôi, nhưng mà từ từ, tại vì em nhớ ông đó là màu xanh lá cây với màu tím mà sao tự nhiên cái ông đó không có màu vàng, ta không hiểu. Kệ đi, được rồi, ta đi tiếp coi nữa rồi. Hình như cái con nãy nó không giống con này tôi gà. Đúng rồi, đúng nó rồi. Khác nhau ấy. Như cái con nãy là một cái con khác nữa. Cái con này như kiểu là nhiều phiên bản khác nhau các bạn. Nó được chế tạo. Ôi trời ơi. Như dưới này có một đường đi khác này các bạn ơi. Ôi mà không có cầu thang đi xuống chị Nabi ơi. Ôi là sao. Ôi đừng rớt nha. Ôi như bên này là một cái. Ôi nó là một cái nón các bạn ơi. Lụm cái nón coi. Ôi chúng ta lấy được một cái nón rồi nè mọi người. À, dưới kia nó có một cái nút kìa Nabi ơi, em thấy rồi. Vậy là chúng ta sẽ phải điều khiển cái hả, cái drone của chúng ta tới flycam đó. Đúng rồi, nhưng mà cái flycam của mình đi đâu mất tiêu mới là điều quan trọng là trời, nó hay chạy mất tiêu. Trời ơi, đất đất, sẽ nhảy qua cái cột bên này các bạn, tại vì nó gần cái nút kia hơn. Ok, đó, cái nút nó ở ngay dưới này nè các bạn. Đó, cái nút kia các bạn thấy không? Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ điều khiển cái máy này. Lên trên này, ok, lên, bay lên, đó, đúng rồi, bấm vô. Ây trời, nó sẽ bay luôn. Bấm đi. Ê, gì kì ấy. Trời, cái thằng này nó bấm kiểu gì các bạn, nó không có bấm vô vậy. Ô gà, thử nhảy xuống dưới đi tôi gà. Nhảy xuống dưới này không được đâu Nabi ơi, nguy hiểm lắm rồi. Nhảy lại đi. Ôi, đất ơi. Ủa, cái gì? Không sao đây Nabi ơi. Ôi, còn sống này, còn sống đúng rồi. Trời ơi, liều ăn nhiều. Ok, liều ăn nhiều, bây giờ mình sẽ điều khiển qua nó dễ dàng hơn rồi các bạn. Bấm vô. Bấm vô, đúng rồi. Ôi, đi qua đây, mở ra. À, hả đông bên này. Liền vậy, chúng ta không phải bấm bên đó mà chúng ta bấm hai cái bên này nè. Ok. Nó kìa, con hồi nãy kìa. I will find it, the perfect joke. I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one. Ta sẽ không để mất người còn lại đâu. Ta sẽ tìm ra những cái câu đùa thiệt là hay rồi. Absolutely no more jokes. Không có những câu đùa về gọi là con kangaroo. Trời ơi, con bị điên luôn rồi bạn. Tỉnh lại đi bạn ơi, đừng có điên cùng nữa. Đúng là không phải màu vàng đen, a lộn màu vàng tím nào cũng cute như chúng ta. Tạm biệt bạn nha, ở lại đây vui vẻ nha. Tôi đi với anh Ban Ban đây, anh này có vẻ bình thường hơn nè. Hello anh ơi. Glad to know you survived the madness happening outside. Okay. I've seen cases as kick contained before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Whatever it is, I'll come with you. Okay, nên tôi sẽ tới đây với anh. Okay, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta làm gì đây anh ơi? Anh đứng yên, anh không giúp tôi mở cái cửa này là sao anh? Trời đất ơi, vậy mình phải tự lực cánh sinh rồi các bạn ơi. Ừ, nhưng mà cái con bay của mình nó tiêu rồi. Chúng ta còn một cái ánh sáng, cái nút ở dưới này chúng ta vẫn chưa bấm được nó nè. Em nghĩ nó sẽ có thể mở được cái cửa bên kia đó. Từ từ, nhưng mà bây giờ làm sao để... Vậy xuống kia bấm đi. Hồi nãy thử rồi, xuống ở dưới kia cũng không được. Nó bị xa cách quá, không có được. Bây giờ làm sao ta? Từ từ. Tôi hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ điều khiển cái flycam. Ê, lên đâu vậy? Mình xuống lại đây coi. À, mình sẽ điều khiển nó tới đây trước rồi. Sau đó mình sẽ bấm vô cái chỗ dấu ít màu vàng đó, nhiều khi nó có thể bay tới được đó. Sẽ đi ngược lại đây kia đó, mình sẽ quanh lại trên này. Nhưng mà anh này anh vẫn ngồi đây này các bạn. Chỉ cần bấm vô cái dấu ít này thì cái flycam nó sẽ tự bay tới hướng này và đụng vô cái đó. Được rồi, bây giờ thử nha. Chà. Đúng không? Đúng rồi, Nabi ơi. Được rồi. Wow, được rồi. Trời ơi, các bạn thấy tôi chưa thông minh liền đó. Có cái gì đó ở trên cái gì đây? Trời đất ơi, ông chỉ biết đi thôi, xong cái tới cửa thì ông không biết mở rồi. Ghê, trời ơi, để mở cho nó đi đây. Giờ cái lòng ông chưa? Không hiểu luôn các bạn, cứ đứng vậy. Ồ. Ai hỏi kìa. Babalina. Ủa, tưởng Babalina bị bắt cóc rồi mà. Ủa, thưa. Có hai Babalina đây. Ủa, Babalina nữa. Nhìn vào nơi này xem. Seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Tôi không chắc chắn là tôi đã từng nhìn thấy thứ này.
Bây giờ tụi mình phải giải đố nó không nhỉ? Lại giải đố hả? Trời ơi, lại giải đố cho mấy cái này hả? Ôi mình làm gì với cái này đâu hình như. Ui, cái gì vậy? Ui, mình điều khiển được nó nè chị Nobi ơi. Wow, hiểu rồi. Chúng ta phải sắp xếp cái này cho nó được cái gì đó. Cái này nó đang sáng nè. Rồi sao nữa mình phải đẩy mấy cái này đi. Là nó phải sáng đèn hết hả? À, tôi gặp bên kia có cái đèn gì kìa. Đâu cái đèn nào, cái đèn. Ủa, trên kia. Ui, thấy rồi. Ui, là một cái đèn màu vàng. À đúng rồi, mình có thể vàng các bạn ơi. Nên là mình có thể mở được cái này. Nhưng mà mở cái này thì nó tiền. Ủa, hay là mình mở xong rồi mình có thể đẩy được mấy con này. Ta từ từ để thử lại coi các bạn. Rồi để thử coi. Đẩy cái này qua. Rồi đẩy cái này lên. Ủa đâu có được đâu. Ê ơi, Nabi ơi, tôi đẩy được nè, phải đứng sau lưng mới đẩy được Nabi ơi. Ok. Hiểu rồi. Từ từ đẩy rồi. Bây giờ nếu đẩy cái này qua rồi mình đứng đây mình đẩy cái này qua. À, được rồi. Ok, hiểu rồi. Vậy là mình phải đẩy nó tới chỗ nào mới đúng đây ta? Đẩy bên cái chỗ sáng đèn này hả? Hay sao ta? À đúng rồi. À, hiểu rồi các bạn, đây nè. Tôi ghi nè, ban mình phải đẩy nó tới cái đánh đèn này. Ok, hiểu rồi. Vậy mình ban này cũng rảnh ghê á. Trời đất ơi. Làm ta. Ok. Hợp lý không Nabi? Rồi bên này. Lấy hợp lý. Thông minh đó. Mình chỉ cần đẩy nó vô nữa là xong rồi coi. À, đẩy vô. Đúng rồi. Tin 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 tin. Mình phải đẩy về nữa hả? Trời đất ơi, mình phải đẩy về nữa nè. Bây giờ tôi có điểm chứ. Sao nó bắt mình đẩy vô để tới hoài vậy? Many minutes later. Chuẩn bị này, tổng dậy tôi đưa ông về là đó. Ông vui vẻ, ông cho ông thè lưỡi, ông cười hoài đó. Về đi. Tèo 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 tèo. Rồi. Đã chưa? Ui, cái cửa kia mở kìa quay. Mở cửa kìa. Rồi, cửa mở. Ôi, và chúng ta lấy được một cái thẻ màu đỏ. Thẻ đỏ các bạn, thẻ đỏ ra sân nha các bạn. Rồi thôi, thẻ đỏ rồi nè ông ơi. Rồi chúng ta làm gì? Ui, hay là thẻ đỏ quẹt vô đây được không ta? Cái này là màu cam mà đúng không? Ui, đường này. À, thẻ đỏ là cái cánh cửa này luôn á mọi người. Rồi, ông đi tiếp đi. Coi chừng, cái gì? What is that doing in here? Hình như chúng ta còn thiếu một cái gì đó, đúng không Nabi? Đúng cái, rồi, cái cửa đúng này đúng còn rồi. Chút xíu nữa là mở được rồi các bạn, nhưng mà không có mở được. Hình như chúng ta bỏ quên cái gì đó, ông ta hay là lấy cái này. Ờ, không được các bạn. Ui, hình như bên này nó có gì nè Nabi? Một cái mũi tên. Mũi tên gì kìa? Ui, mũi tên thành sáu nè. Hey, is that guy over there a friend of yours? Là bạn của anh. Tell him to get down now. Không phải bạn tôi anh ơi. You can get down now. We're friendly. Bạn ơi, đó. Cho. Vậy ông ơi. Nhớ vậy các bạn, mình phải chạy liền nha các bạn. Rồi lấy hey, anh that guy anh over there, phải friend of yours. Chạy Peter, trên cờ gì kìa. Ui, cái gì vậy? Ui, ông đâu rồi? Ui, ông đâu mất tiêu rồi? Bây giờ ông giúp mình đó các bạn. Ui, đâu rồi? Trời ơi, ông biết cái ông đó có sao không vậy? Trời, để ra coi ông lên chơi. Ui, nhiều khi ông bị ăn thịt luôn. Ê, ông ơi, ông có sao không vậy? Ui, ông nằm một đống rồi. Chị gọi trời, ông giúp mình. Ông cứu kìa. Tội nghiệp quá vậy, xin lỗi ông nhiều nha. Vậy ông này là người tốt các bạn ơi. Trời ơi, ông giúp mình vậy mà mình tưởng ông bị điên cái gì. Ê, tỉnh dậy đi ông ơi, sao nằm một đống vậy? Tỉnh dậy đi trời ơi. Thấy sợ quá, bây giờ một cái người bạn của mình nó nằm một đống rồi. Nên là các bạn nếu muốn ủng hộ mình chơi phần tiếp theo để có thể giải cứu những người này cũng như thoát ra khỏi đây thì các bạn nhớ bấm like video này thật là nhiều, đập nát nút like luôn nha các bạn, và comment ở dưới anh tôi gà hãy chơi tiếp Gata nó ba ba đi. Còn nếu mà hả các bạn muốn gửi cho tôi chơi những tựa game khác nữa thì các bạn đừng quên comment bên dưới luôn nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong một video khác nha. Bây giờ mình phải coi mấy anh này dậy đi mấy anh ơi. Bye bye mọi người nha.